Đại Tử Ngộ không thầy chỉ dạy. Uttang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Utiyambi Uttang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Utiyambi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đuti dâm bi sang khăn saranang gác cha mấy con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tati dâm bi bút thăng saranang gác cha mấy con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati dâm bi thăm măng saranang gác cha mấy con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati dâm bi sang khăn saranang gác cha mấy con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Uttang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Duttiyampi Uttang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tisarana Kahanang Paribbun Nam, phép quy Tam Bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama Pante Dạ Xin Vâng. Bana Tibata Quê Ramani Sikha Bát Đăng Sama Đi Gia Mỹ, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Quê Ramani Sikha Bát Đăng Sama Đi Gia Mỹ, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Quê Ramani Sikha Bát Đăng Sama Đi Gia Mỹ, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Quê Ramani Sikha Bát Đăng Sama Đi Gia Mỹ, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamat Chappama Dathana Quê Ramani Sikha Bát Đăng Sama Đi Gia Mỹ, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinadana Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kamesumichachara Viramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musa Wada Viramani Sikha Padang Sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura Meraya Macha Pamatatana Viramani Sikha Padang Sammadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani Panchasikha Padanissa Thukkang Pa Appamade Nanichalang Sammarakhitappang, chư thiện tín sau khi đã thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ama Phan Tê Dạ Xin Vâng.
Sile na sugatan yanti sile na foga sambada sile na neputin yanti tasma silam viso thaye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy chưa thiện tính thì cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh, và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Và kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nơi cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì và quy giới, A-va-chana xin lại điện cho cô tu nữ Như Pháp, đã kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná, cô rặng đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tỷ Đức cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Minh Quát Tha Ná, kính chào Maharaja, kính chào Tham Má Su Khá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai, và kính chào Mạnh Nha Xuất Thí. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Tại đức đã từ bi hỷ thay mặt chư tôn đương truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rừng và cho đạo tràng được thính pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Minh Hòa Thi La vừa vào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôn bài câu pháp cú kinh số 190. Dạ, sư có chút máy không bạch sư, thì cho con một tín hiệu. Dạ, Như Pháp cũng kính mời Vinh Quách Tha Ná. Dạ, con kính tri ân sư. Cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Pháp Nguồn Lào Cai và Thi Na cùng tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Dạ, bây giờ thì con kính nhân mít tính sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đại diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 190. Vô chấp bút thanh cha thâm manh chát sang khanh cha sa ra nặng gác tô cha ta ri ariya sắc cha ní sam mát bành nhà giáp bát sa tí. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về,
chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ: Vô cha bụt thăng cha thầm mang cha sang khang cha saranang gato cha ta ri ariya sắc cha ni samma panya yapasati. Vô cha bụt thăng cha thầm mang cha sang khang cha aranang gato cha ta ri ariya sắc cha ni samma panya yapasati. Vô cha bồ thăng cha thầm mang cha sang khang cha aranang gato cha ta ri ariya sắc cha ni samma panya yapasati. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô rạng đông tiếp theo ạ. Sa tu lành thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tề Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 190. Dạ hết hơi rồi pháp nguồn ơi. Dạ rạng đông ráng kể lớn chút nha. Vô cha bố thành cha thầm man cha sang khan cha sa ra năng ga tu cha ta ri a ri ya sa cha ni sam ma pan nha ya pa sa ti. Vô cha bố cha thầm man cha sang khan cha sa ra năng ga tu cha ta ri a ri ya sa cha ni Sammapanyayapassati. Yo cha bua thành cha tham man cha sang khan cha sarang gato cha tari ariya cha ni Sammapanyayapassati. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng tri kiến thấy được bốn thánh đế, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha bua thành cha thầm mạnh cha sang khan cha sa ra năng ga tu cha ta ri a ri ya sắc cha ni sam ma ban nha ya pa sa ti. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy, chính nơi hướng về. Chính tri đau khổ đau mê, chính tri tứ đế bồ đề tự tâm, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đăng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 190. Vô chá bút thanh chá thâm manh chá sang gan cha sa ra năng ga to ta ri a ri ya sắc cha ni sam na pan nha ya bát sa tế. Vô cha bút thanh cha thâm manh cha sang gan cha sa ra năng ga to cha ta ri a ri ya sắc cha ni sam na pan nha ya pat sa ti. Vô cha bút thanh cha tham manh cha sang gan cha sa ra năng ga to cha ta ri a ri ya sắc cha ni sam na pan nha ya pat sa ti. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được
bốn thánh đế, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời. Quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Tránh tri đau khổ đau mê, tránh tri tứ đế bồ đề tự tăng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôm mài xong, mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Đoàn Cai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng, xin được ôn bài câu Pháp Cú 190 ạ. Dạ. Yo cha bút tha cha tham manh cha sang khanh cha ra cha sa ra năng gắt tổ cha ta ri a ri cha sắc cha ni sam mắc bành nhà cha phát sa ti yo cha bút yo cha bút thành cha tham manh cha sang khanh cha ra năng cha sa ra năng gắt tổ cha ta ri a ri cha ya sắc cha ni sam mắc bành nhà yat ya pat sati. Ai quy y Đức Phật chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Chánh chi đau khổ đau mê, chánh chi tứ đế bồ đề tự tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin được kệ ạ. Dù cha bút thanh cha thăm anh cha sáng khanh cha ra sáng khanh cha xa và nắng ga tô cha ta ri Chattari ariya sạch chani sammapanya ya basati yo cha bút thanh cha thăm anh cha sang khanh cha sa ra nang ga to Chattari ariya sa chani sammapanya ya basati. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh chi kiến thấy được bốn thánh đế. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về. Chánh chi đau khổ đau mê, chánh chê tứ đế bồ đề tự tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã ôn bài xong ạ, con xin được xuống mic mời chị Tina ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu Pháp Cú số 190. Yo cha bún thần cha thầm mạnh cha sẵn khăn cha sa ra nặng ga tù chán ta ri a ri ya sát cha ni sam mắt pan nhà ya pa sa ti. Yo cha bún thần cha thầm mạnh cha sẵn khăn cha sa ra nặng ga tù chán ta ri a ri ya sát cha ni sam mắt pan nhà ya pa sa ti. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và hà chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn đế của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha bún thân cha thăm man cha sang khăn cha sa ra nâng ga tu chan ta ri a ri ya san cha ni samman pan nya ya pan sa ti. Yo cha bun than cha tham man cha sang khan cha sa ra nang ga tu chan ta ri ya san cha ni
Sammanpanyayapanasati. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng bời, quy y như vậy chính về chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm của hòa thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kế tiếp. Dạ, sa thu làm thầy tin nàng. Dạ, không biết cô tu nữ tế duyên đã kể chưa? Thân bị rớt nét nãy giờ. Thân tóc lông cho vào, không biết sao. Thầy phải đập khởi đập lại nên không biết. Dạ, chắc chưa hay sao? Dạ, chưa, dạ, không sao. Phật Thân Na xin được. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, Kính Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 190. Cảm ơn đạo hữu Phan Quang Liêm nhé. Yo cha Phuthan cha Thamman cha Sangkhan cha Saranang Khato Chattari Ariya Sakyani Samma Panya Yapasati Yoja Buddhan Cha Thamman Cha Sangha Cha Saranang Khato Chattari Ariya Sakyani Samma Panya Yapasati. Ai quy Đức Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng. Ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, bản dịch ngài Minh Châu, quy Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về, chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Gia, con xin được xuống mic. Kính mời cô tu nữ tự duyên tiếp theo. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn huynh với thành á. Nam mô Bức Thay Á, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý tiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cuốn số 190. Yo cha bu than cha tham man cha sang căn cha sa ra năng ga tu cha ta ri ariya sa cha ni sam map banya ya pat sati Yo cha bu thanh cha tham man cha sang can cha sa ra nang ga to cha ta ri ariya sa cha ni sam map banya ya pa sati. Ai quy y Đức Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng. Ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế. Vô chấp bút thành chấp tham mạnh chấp sân gan chấp sa ra năng gắt tu chấp ta ri ariya sa cha ni sam mắt bành nhà giá bá sát ti. Quy y Phật bảo quang vinh, quy y pháp bảo cao minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về, chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, phổ thọ thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, kính lễ
Đại Đức Minh Mẫn mới vừa đọc tràng. Dạ, bây giờ thầy xin xuống bích ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Quốc Kinh số 190. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông. Dạ. Cho bài học à, cho Như Pháp 30 giây dạ, tại Như Pháp nãy giờ không có chắc máy. Dạ, Như Pháp xin đổi ra Vinh Hoa Thành Há nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin ôn bài câu Pháp Kinh số 190. Dạ, còn vị nào chưa có ôn bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Như Pháp mà sẽ nhường mic. Dạ, nãy giờ Như Pháp không có chiếc máy à. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đồng. Dạ, Vinh Hoa Thành Há đọc VM của Như Pháp nha Vinh. Dạ, bây giờ thì con xin được ôn bài. Yo chắc bút thanh chắc thầm manh chắc sẵn khanh chắc sẵn ra năng gắt tơ chắc ta đi a di ya cha nị sâm mập bành nhà chắc bát sa tí. Ai quy y Đức Phật, chánh Pháp và chư Tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dù chả vút thăng chả thẩm manh cha sẵn khăn cha xa xa nặng gà tô chả ta đi a đi dạ xa cha ni xa mát ban nha chả bát xa tì. Giờ cha bụt thăng, cha thẩm mạnh, cha sẵn khăn, cha ra, cha xa ra năng gà tơ, cha ta ri a ri, và sát cha ni, sám mát ban nha, và bạch sa ti, quy y Phật Bảo Quang Vinh. Quy y Pháp Bảo Quang Minh rạng ngời, quy y tăng chúng ba đời, quy y như vậy chính nơi hướng về, chánh tri đau khổ, đau mê, chánh tri tứ đế, bồ đề, tự tâm. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành tai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tệ Đức. À, từ bi hoan hỷ tuyên phong ông bài câu Pháp Cú Kinh số 190. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên Minh Vát Thanh Á Hina Pháp Nguồn Đạo Cai Cẩm Vân và cô Rạng Đông. Không biết còn sót vị nào không đã hoan hỷ lên ông bài câu Pháp Cú Kinh số 190. Dạ cảm ơn Châu Phan rất là nhiều. Châu Phan hôm nay khỏe chưa? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới câu Pháp Quốc Kinh số 190. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng Như Pháp đóng tâm thanh tịnh cung thịnh Pháp Sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato.
Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà dạ vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 191. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến sư. Dạ, thú sa thú lành thay kính tri ân cô Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, quý vị nghe âm thanh hơi nhỏ. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Thiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ số 191. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch xuôi. Câu kệ này có bốn đoạn. Đoạn thứ nhất: Dukkhang dukkha samuppadang. Dukkhang dukkha samuppadang. Đoạn thứ hai: Dukkha sacchatthikkhamang. Dukkha sacchatthikkhamang. Đoạn thứ ba: Ariyan chattanggikkang maggang. Ariyan chattanggikkang maggang. Và đoạn thứ tư: Dukkhu pasamma gà mi nằng. Dukkhu pasamma gà mi nằng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của bốn đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên dukkha. Dukkha chia theo đối cách. Chúng ta thấy các cái từ ở trong câu kệ Pháp Cú số 191 này nè, đều tận cùng bằng ăn. Ăn tức là chia theo đối cách. Chia theo cách thứ hai. Thành ra đúc khăn ở đây cũng vậy, khăn đúc khác.
chia theo cách, chia theo cách thứ hai, dukkha là sự khổ, sự khổ hay là sự bất toại. Rồi từ thứ hai, dukkha samuppada, dukkha samuppada pada, chia theo đôi cách. Dukkha samuppada ở đây là một hợp từ, chúng ta tách ra dukkha cộng với là samuppada. Samuppada nó đồng nghĩa với chữ là samudaya, là tập khởi hay là sự sanh lên sanh ra. Dukkha là sự khổ, vậy thì là dukkha samuppada là sự sanh ra khổ. Mà các ngài dịch đó là khổ tập, sự sanh ra khổ, tức là nguyên nhân hay là cái nhân sanh ra khổ. Chứ không có phải là khổ được sanh ra, mà nguyên nhân, nhân sanh ra khổ. Này, Hòa Thượng Minh Châu này dịch từ tiếng Hán đó là khổ tập. Rồi đến đoạn thứ đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên dukkha xá là dukkha chia theo cách thứ sáu, xin lỗi, chia theo cách thứ tư, là cách thứ tư ở đây làm túc từ gián tiếp. Không rồi ha, ở đây chia theo cách thứ sáu. Yeah, cái từ này chia có theo cái thứ sáu với thứ tư, nó cái hình thức nó giống nhau, xin thú gì là đều át xá. Đây là cách thứ sáu, sở thuộc cách lúc khá là sự khổ, thì lúc khá xá là của sự khổ. Từ thứ hai chá là liên từ, có nghĩa và. Từ cuối cùng atikamang là atikama, chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai. Yeah, atikama có nghĩa đó là sự đi qua khỏi, sự vượt qua. Sự đi qua khỏi, sự vượt qua. Vậy thì dukkha xá cha atikama là sự vượt qua khỏi, hay là sự vượt qua khỏi của cái khổ, hay là ra khỏi cái khổ. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba có hai từ. Ariyan chất thăng ghi căng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Ariya hay là hoặc là Ariyan cộng với là chất thăng ghi căng. Mà cái chữ chất thăng ghi căng này đó là, thôi mình tách từ từ ra đấy ha, là Ariyan nè cộng với là chá nè cộng với át thăng, cộng với là át tha nè, cộng với là ăn cá nè, rồi là cộng với ý cá hoặc là cộng với ăn ghi cá. Cái thành ra một cái hợp từ là ari danh chất thăng ghi cá, mà chia theo đôi cách. Ariya, ari danh ha, chữ ăn chấm dưới đó mà nó đứng trước chữ chá nè, thì là nó cái chữ cái chữ ăn chấm dưới đó, đó nó quy về đồng bọn là cha nhá, thành ra dưới nó biến thành chữ nhá từ cuối bọn. Ariyan mình dịch đó là thánh hoặc là cao quý, hoặc là có người dịch đó là diệu. Rồi chữ chá đó có nghĩa là va. Á thăng
là 8, ăn cái cá là chi phần, hay là yếu tố. Thành ra nguyên cả một cái hợp từ ari yanh chất khăn ghi căng, ghi cá đó ha, ghi căng. Thì nguyên có một cái hợp từ này nó làm tính từ bổ nghĩa cho cái từ mắt găng ở đằng sau, là ari giá đó, mình dịch đó là thánh nè ha. Át khá là 8, ăn cái cá là chi, thánh 8 chi, 8 chi phần. Rồi vì nó có cái danh từ đằng sau nó mát găng nè, là ariya, mát găng là thánh đạo 8 chi phần. Thành ra đó là mình dịch nguyên cả một cái gọi là cũng danh từ này đó. Mát gá, mát găng là mát gá, đạo con đường. Nếu mà mình dịch theo từ ngữ đó ha, thì mình dịch đó là con đường thánh với 8 yếu tố, hay là 8. Mà mình dịch gọn đó là thánh đạo 8 chi, hay là thánh đạo 8 ngành, 8 nhánh. Chúng ta bước sang cái đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy có một từ, nhưng mà đây là một hợp từ. Đúc khu và sa ma ga mi năng. Thì chúng ta tách ra là đúc khá cộng với là upasama cộng với là gami. Đúc khá là sự khổ, upasama là sự yên tĩnh, sự vắng lặng. Rồi là gami, gami là sự đi đến hay là sự đưa đến. Đó, mà gami này đó ha, cũng chỉ cho người nữa. Đó, là người đưa đến, xin lỗi, người đi đến, người đạt đến, người đắc được. Vậy thì cái hợp từ này mình sẽ dịch sao? Đúc khu bát sa mát ga mi năng. Gami, ý năng là chia theo cách thứ 6 số nhiều. Đó là của ha, mình dịch đó là nếu mà cách thứ 6 số nhiều vậy thì mình dịch là của, của người đắc được sự vắng lặng khổ, hay là sự yên ắng khổ. Đó, mà vắng lặng khổ, yên ắng khổ đó, Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là khổ tận, là đạt đến chỗ khổ tận. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi của cái câu kệ 191 này. Thì xin thưa với quý vị, câu kệ 191 này nó tiếp theo các cái câu kệ ở trên. Nó tiếp theo cái câu kệ 190. Thành ra chúng ta thấy ở trong cái câu kệ số 190 này, 91 này nè, nó không có cái động từ nào cả. Do vậy đó mà chúng ta phải lấy cái động từ ở trên câu kệ số 190 đó. Câu kệ số 190 cái từ cuối cùng là pasati. Pasati đó là cái động từ đó. Và cái động từ đó đó, nó là cái động từ cho cả bốn đoạn ở câu kệ dưới này. Thành ra đó, bốn đoạn ở câu kệ dưới này đó, thì chúng ta thấy có ba đoạn trên đó, đều chia theo đối cách hết. Thành ra đây là túc từ của cái động từ pasati đó. Đó, do vậy mình dịch như thế nào ạ?
Chúng ta dịch văn xuôi nè. Đúc Khang Pasati là người ấy thấy được sự khổ. Dukkha Samuppadang Pasati, người ấy thấy được khổ tập. Rồi là Dukkha Sa Chatikka Mang Pasati, là người ấy thấy được cái sự vượt qua của khổ. Riyang chất thăng cái căng mát găng Pasati, người ấy thấy được con đường thánh tám chi phần. Dukkhu Passamagami Nam Pasati, là người ấy đạt được khổ tận, đạt được sự khổ tận. Người ấy thấy được, Pasati là thấy được, sự đắc được là sự đạt được, sự đi đến khổ tận. Mình phải lấy cái động từ ở trên đó để dịch xuống vậy đó. Đó thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 191. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng hiểu được cái phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 191. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi bước sang học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavān taṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangham Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai Sứ, tác Như Lai Sự là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường công đức xin được chia đều đến bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 191. Câu kệ này cùng với bốn câu kệ nữa có cùng một duyên sự, tức là cái duyên sự này có tất cả năm câu kệ. Chúng ta đã học xong ba câu rồi, hôm nay chúng ta học đến câu thứ tư và ngày mai chúng ta học câu thứ năm. Năm câu kệ này có cùng một duyên sự. Cái duyên sự này chúng ta đã được nghe lui nghe tới ba lần rồi, tức là chúng ta học ba câu đầu thì là được nghe ba lần, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến lần thứ tư. Nghe đến lần thứ tư. Do vậy chúng tôi chỉ xin được trình bày tóm tắt cái duyên sự này thôi.
Năm câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Ná, đề cập đến vị quốc sư của vua Pasenadi. Quốc sư của vua Pasenadi đó tên là Akidatta. Ông làm quốc sư một thời gian, sau cái hơi già già rồi, luống tuổi rồi, thì thường chúng ta nhớ các cái người mà họ sinh ra trong dòng tộc Bà La Môn, thì cái lúc trẻ đó là họ ráng ôn kinh ra nấu sự. Đến tuổi trưởng thành tí đó là cống hiến, tạo dựng, tạo dựng rồi cống hiến, tạo dựng sự nghiệp, cống hiến cho xã hội. Đến xế chiều tí đó là đi tu. Họ chia ra ba khoảng vậy. Thì ông quốc sư Akidatta này cũng vậy. Đến già già đó thì mới xin vua cho đi tu. Thì khi mà đi tu đó thì là bắt đầu ông cũng có môn đệ, môn đồ. Môn đồ cũng đông á. Và khi mà sống chung vậy đó thì tất yếu sẽ có những cái lỗi lầm. Do đó đó ông mới dạy các cái môn đồ của mình á. Khi nào mà ai có dục tư duy nè, sân tư duy nè, hại tư duy nè, hay là cả bất thiện pháp khởi lên trong tâm đó, thì đi ra ngoài sông đó hốt nắm cát, đem vô bỏ ở trong bờ đó. Và lâu dần cái đống cát nó to lên, thì lúc bấy giờ đó có một cái con rồng, nó vô nó nương ở đó. Và rồi ông mới dạy các cái đệ tử của mình đó, là hãy nương vào rừng này, vào cây này, vào núi này, vào sông này, vào suối này, vào cái đống cát để mà cầu nguyện. Thì như vậy đó là các con, là các ngươi, ông dạy cho môn đồ đó sẽ thoát khỏi mọi khổ đau, sẽ được giải thoát. Thì xin thưa với quý vị, ông quốc sư này nè, ông đời xưa kiếp trước tu cũng dữ rồi. Thành ra đó là cái túc duyên đến đời này như là viên tròn. Do đó đó ông mới được lọt vào trong cái võng mạc của Đức Thế Tôn khi Ngài dùng đại bi trí để quan sát xem trong thế gian này chúng sinh nào hữu duyên với Ngài để Ngài đi tế độ. Thì ông quốc sư này đã lọt vào võng mạc của Ngài, cho nên Ngài dạy Tôn giả Mục Kiền Liên đến đó để tế độ. Ngài Mục Kiền Liên khi mà đến đó thì xin tá túc. Thì ông quốc sư Akidatta này nè, từ chối qua lại, cuối cùng nó mới đẩy Ngài ra cái đống cát đó, cho Ngài ở ngoài cái đống cát đó chung với con rồng. Thì Ngài Mục Kiền Liên đã dùng thần thông quất phục cái con rồng đó và làm cho môn đồ nè, rồi kể cả ông Akidatta đó phát khởi niềm tin, kính phục nể phục Ngài. Kính phục nể phục Ngài. Thì khi mà đã có cái sự kính phục nể phục vậy đó, thì bây giờ các du sĩ đó họ mới bao vây xung quanh Ngài, họ chúc tụng, rồi họ tôn vinh, họ kính lễ, xem như đó là thầy của mình vậy. Thì bây giờ đó Đức Tôn Ngài mới ngự đến. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngự đến đó, thì Mục Kiền Liên trông thấy, do đó đó Ngài mới đứng lên nhường đường, rồi chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì bây giờ các cái du sĩ đó thấy vậy đó mới hỏi nó bạch Ngài, tức là nói với Tôn giả Mục Kiền Liên đó,
cái vị sa môn này còn cao hơn ngài nữa hay sao? Thì tôn giả Mục Kiền Liên mới trả lời nói thật vậy. Vì ngài đó là bậc đạo sư của ta, ta chỉ là đệ tử của ngài thôi. Xong mới cung thỉnh Đức Thế Tôn ngài ngồi ở trên cái đống cát. Các du sĩ mới bao xung quanh rồi chắp tay đảnh lễ như ngài, nói rằng thần lực của cái vị đệ tử đó mà còn cao siêu vậy đó, thì huống chi nữa đó là thần lực của đạo sư như ngài. Thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy ông quốc sư Akhidatta, tức lúc này đó là du sĩ. Nói, Đức Thế Tôn ngài nói này Akhidatta, người đã giáo huấn, đã dạy dỗ các môn đệ của người đó như thế nào? Thì ông du sĩ Akhidatta này mới bạch rằng: bạch Thế Tôn, con đã giáo giới đại chúng tùy tùng như vậy, các người hãy nương vào núi rừng nè, đền miếu nè, cái ủ cát này nè, vân vân. Vì rằng khi mà các ngươi nương vào ở những cái nơi đó đó thì sẽ được thanh tịnh, sẽ chấm dứt được mọi khổ đau. Thì sau khi mà nghe ông Akhidatta ông trình bày vậy, bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này Akhidatta, người nào mà đi đến các cái chỗ như là núi rừng sông suối đền miếu vân vân, rồi nương tựa vào những cái nơi đó đó thì không có thể thoát khổ được. Còn người nào mà nương tựa vào, y cứ vào Phật nè, pháp nè, tăng thì sẽ thoát khổ trong luân hồi. Dạy dạy xong, Đức Thế Tôn viết lên một loạt năm câu kệ. Chúng ta đã học xong ba câu kệ đầu rồi. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ thứ tư, tức là câu kệ số 191. Đức Thế Tôn này dạy: Đúc khăn đúc khá sâm búp ba đăng đúc khá sa cha áp tích ca năng áp tích ca măng rí dành chát thăng ghi căng mát găng đúc khu ba sâm mát gà mi năng. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tắm đưa đến khổ não tận. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: chánh trí đau khổ đau mê, chánh trí tứ đế bồ đề tự tâm, lần bát chánh giác phần, vượt qua khổ nạn mê tăng đời này. Và có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Đây là ba cái bản dịch, là ba cái phần tham khảo cộng với cái sự gợi ý của duyên sự, đó là những phần hỗ trợ giúp cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Thì xin thưa với quý vị, câu kệ Bali pháp cú số 191 này nè, là tiếp nối với ba cái câu kệ trên. Mà ba cái câu kệ trên đó là Đức Phật này dạy cái gì xin thưa quý vị? Câu đầu đó ngài dạy đó là loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Tức là ngài nêu lên cái duyên sự, cái cớ sự khi mà loài người nói riêng, chúng sinh nói chung có cái sự hoảng loạn sợ sệt đối với thế giới tự nhiên bao la vô cùng tận này. Và khi có một cái chi đó đó mà mình không hiểu ra, cái bấy giờ khởi lên sự sợ sệt lung tung. Và để giải tỏa, làm cho mất đi cái sự sợ sệt đó đó, người ta mới vịn vào đủ thứ. Như là cầu nguyện sông núi rồi đền miếu vân vân đó.
để mong hết cái khổ đó, là ngài nêu lên cái cớ sự đó. Rồi đến cái câu kệ thứ hai đó, ngài mới giải tiếp đó là quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Tức là mình viện vào đó để mà mình cầu nguyện, mình van vái van xin đó, thì cái sự hoảng loạn đó, sự sợ hãi đó đó không tiêu tan, không có biến mất, không có biến mất. Có bắt đầu đó, khi mà ngài nêu ra vấn đề này, ha, cái ngài cho cái kết quả đó, cái kết quả đó không có lợi lạc, thì bây giờ ngài mới dạy cho người ta cái phương pháp để sao đó người ta mới có được cái kết quả lợi lạc. Là đến câu 190 ngài mới dạy rồi: ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Thì ngài dạy cho mình đó là khi mà hoảng loạn sợ sệt đau khổ này, thì cái chỗ mà mình phải viện vào nè, mình tương vào nè, mình phải dựa vào nè, mình phải y cứ vào để hết đi cái sự hoảng loạn sợ đau khổ đó, đó đó chính là Đức Phật, giáo pháp và thánh chúng. Mình nói gọn ra là tăng. Vậy thì mình nương tựa vào nè, y cứ vào nè, dựa vào nè, Phật pháp tăng. Thì cái y cứ nương tựa vào đó đó làm sao để mà mình hết được khổ đau. Thì xin thưa quý vị, chữ quy y ở đây đó, ở trong cái đoạn này nè, là cái gì? Saranang gato, mà mình đọc cái câu tán quy đó là bút tăng thăm măng sang khăn saranang gacchami, hoặc là gacchama, là con hoặc là chúng con, đi đến nương tựa hay là y cứ vào Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chữ tăng ở đây đó mình hiểu là gì? Ariya. Chữ tăng ở đây đó mình hiểu là Sawakasankho. Sawakasankho. Đó là thánh tăng đó. Hay là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Đó được gọi là tăng. Vậy thì mình yếu vô đó đó, mình nương tựa vô Phật, vô pháp, vô tăng là như thế nào? Vì Phật là ai, xin thú gì? Phật là Phật. Dịch âm đó là Phật. Rồi tạo đó là giác giả. Còn nếu như đó mà mình hiểu theo ý đó, Phật là gì? Là người giác ngộ tự thành đế. Đó, giác ngộ tự thành đế thì được gọi là Phật. Và Phật ở đây mình hiểu đó là Phật chánh đẳng chánh giác. Vậy thì Phật chánh đẳng chánh giác là người giác ngộ tự thành đế. Sau khi giác ngộ tự thành đế xong rồi, đem tự thành đế đó, đó là dạy dỗ lại cho người khác cùng biết với. Đó thì đó được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy thì khi nào mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trên cái cuộc đời này nè, thì bây giờ tứ thánh đế hay là bốn cái chân lý, bốn sự thật này nè mới được hiển bày. Và mới được hiển bày thì khi mà bốn chân lý này được hiển bày thì khi đó đó là pháp xuất hiện. Dạ, pháp xuất hiện. Và với những ai đó thực hành theo, tu tập theo pháp đó đó mà trở thành thánh, đoạn tận được tật đế thì trở thành thánh. Và khi trở thành rồi cũng thừa hành Như Lai sứ tác, Như Lai sứ tuyên bố, tuyên thuyết bốn cái chân lý này lại cho người khác. Dạ, bốn chân lý này lại cho người khác. Do vậy đó, ai quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, vậy thì
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, là mình nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp, nương tựa nơi nơi Tăng. Hay là cái gì? Y cứ vào Phật, y cứ vào Pháp, y cứ vào chư Tăng để học, mà để hiểu bốn cái chân lý này. Rồi cái thứ gì? Thực hành theo. À, thực hành theo. À, chứ không có phải đó là mình quy y Phật là cứ gì đó ông thầy hòa thượng ông sư nào đó đó đọc cho mình đó là bút thăng sa ra năng bút thăng tham mang sa ra năng cách cha mi du ti giam pi ta ti giam pi kia mình đọc xong vậy đó là xem như là mình quy được đó đó, xem như đó là gì, là mình sẽ được thoát khỏi mọi khổ nạn hay là thoát khỏi mọi khổ ách, mình không còn hoảng loạn hoảng sợ. Thì theo quý vị đó, hiểu vậy đúng hay là sai? Không có đúng rồi ha. À, cái đó là chẳng qua chỉ mới cái gì, cái hình thức thôi. Dạ, chỉ mới cái hình thức thôi. Đó, mình quy Phật mình phải biết Phật là ai, quy Pháp mình phải biết đó giáo Pháp là cái gì, quy Tăng mình phải biết Tăng là ai. Đó, Phật dạy cái gì thì cái đó được gọi là Pháp. À, Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn. Sao có các Sanh Khô đó là đệ tử của Đức Thế Tôn, không có gì giống lông cũng giống không giống cắm thì cũng giống lông, không giống lông cũng giống cắm. À, cũng có cái gì đó hơi giống giống, cho nên là cái gì Tăng cũng sẽ dạy lại những cái gì mà Đức Thế Tôn ngài dạy. À, điều đó có nghĩa là gì? Mình quy Phật với quy Tăng để mình học, mình hiểu Pháp Phật và Tăng chỉ dạy lại. Phật tới bây giờ mình không gặp nữa, thành ra mình không trực tiếp nghe được. À, do đó đó bây giờ mình chỉ có học Pháp nè. À, để hiểu Pháp này đó qua hai nguồn. Một là gì? Kinh sách. Hai là từ nơi Tăng. Đó thì sau khi mà mình học xong rồi ha, mình hiểu. Hiểu rồi xin thú gì? Mình phải tin. Tin rồi bắt đầu gì? Mình phải thực hành theo. Có thực hành theo đó thì mới có được kết quả. Kết quả đó mới khiến cho mình không còn hoảng loạn hoảng sợ, không còn đau khổ. À, chứ còn mà không rồi ha, cho mình để đó. Hoặc là gì? Mình quy y cái hình thức vậy thôi mà không có học pháp. À, thì thử hỏi bà con chứ có hết sợ không? Có hết đau khổ không? Không ăn sao no được phải không ạ? À, thành ra đó là gì? Phải có ăn hay là phải có thực hành thì mới hết khổ. Mà để thực hành được đó thì mình phải học lý thuyết chứ. Mình phải biết lý thuyết đó, thì mình mới thực hành được. À, do đó đó là phải học. Học rộng chừng nào, sâu chừng nào, hiểu rành rẽ chừng nào thì thực hành theo càng dễ dàng chừng đó. Ê, học xong rồi nha, mà có khi đó mình tin rồi, có khi cũng tin đâu xin thú vị, hoặc là tin ít ít. À, thì nếu mà mình tin đó, thì cũng hành theo nè. Ở tin ít ít đó, thì là hành theo kiểu đó là sáng nắng chiều mưa đó, thì lúc đó đó cũng không có cơ. À, thành thứ ra học hiểu xong rồi nè phải tin nữa, tin xong rồi nè phải thực hành theo đó. Rồi cái thực hành đó đó nghiêm mật hay là thực hành theo kiểu sáng nắng chiều mưa, nếu mà thực hành nghiêm mật thì dễ dàng dẫn đến kết quả mỹ mãn. Còn mà thực hành theo cái kiểu đó sáng nắng chiều mưa đó thì là có kết quả rồi không, không kết quả rồi có, có rồi không, không rồi có, nó thay đổi hoài. À, và cái kết quả đó, đó không hoàn hảo, không mỹ mãn. À, thì ở đây Đức Thế Tôn ngày dạy đó là cái gì? Quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, đó để nè thấy khổ và khổ tập. À, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó là để học, hiểu, thực hành theo để thành tựu bốn cái chân lý này.
À, vậy thì cái bốn cái chân lý này đó là sao xin thưa quý vị? Hôm nay chúng tôi xin được giảng cho quý vị bốn chân lý này theo A Tỳ Đàm. Đó thì khổ đế là cái gì? Khổ đế lấy chi pháp đó là 81 tâm nhập thế cộng 51 sở hợp 28 sắc pháp. À thì đó là khổ đế. Cái sự hiện bày của 81 tâm diệt thế cộng 51 sở hữu hợp với 28 sắc pháp này là khổ. Là khổ đế. À, vậy thì thử hỏi bà con chứ 81 tâm diệt thế, 51 sở hữu hợp này nè, nó hiện bày ở đâu? Khắp cả ba cõi. Cõi dục giới cũng có tâm diệt thế. Cõi sắc giới cũng có tâm diệt thế. Cõi vô sắc giới cũng có tâm diệt thế. Sự hiện bày của tâm, tâm sở và sắc pháp này ở trong khắp ba cõi. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cứ khi nào mà mình còn tồn tại, mình còn hiện hữu thì khi đó là khổ đế. Rồi khổ đế này là mình mới phân ra này ha. Cái khổ đế này mà ở cõi dục giới mình thì nó thô thiển hơn, nó nhiều hơn là ở cõi sắc giới và cõi vô sắc. Ở cõi dục giới mình thì mình còn có bị cái khổ thân này. Vì mình còn có cái thân xin thú vị cho nên là đứt tay, đứt chân, đau bụng, đau gan, đau phèo, đau phổi, ung thư, bị người ta đánh đập. Thì lúc đó là khổ. Và rồi cái gì? Mình sống ở trong cuộc đời này khi thăng rồi có khi đó là trầm, khi lên rồi khi xuống thì là chán, là bực bội, là chán chường, là quán giận. Thì cái quán đó, đó là khổ tâm. Cái đau đớn của thân đó là khổ thân, sân tâm khởi lên đó là khổ tâm. Thì cái khổ thân khổ tâm này ở cõi sắc giới, cõi vô sắc không có. Dạ không có. À điều đó có nghĩa là cái gì ạ? À, mình mà quân tu thiện pháp nhiều và cao chừng nào đó thì cái khổ đó nó giảm lại, dầu cho mình còn nằm trong tam giới. À, từ cái chỗ đó đó bà con chúng ta hiểu ra vậy đó ha, thì mình mới hiểu nè, 31 cõi nó càng lên cao chừng nào thì cái khổ đế nó càng giảm lại, mà càng xuống chừng nào đó thì cái khổ đế nó càng tăng lên nhiều chừng đó. Thì khi đó đó bản thân của mình đó không ước muốn mong muốn cái khổ đế nó tăng thì buộc lòng là gì? Mình phải cố gắng nỗ lực siêng năng hơn, cố gắng nỗ lực siêng năng hơn trong việc bố thí, cố gắng nỗ lực siêng năng hơn trong việc giữ giới, cố gắng nỗ lực siêng năng hơn trong việc tu tiến. Đó thì khi đó đó mình mà không có vượt qua được khỏi pháp hiện thế để đắc được pháp siêu thế đó thì đời sau kiếp khác mình cũng có cái cơ hội đó được sanh lên các cái cõi cao hơn trong 31 cõi này. Từ chỗ đó đó cái đau khổ của mình á nó cũng giảm được chút chút. Thì thử hỏi bà con ha, chứ cái khổ của mình mà nó giảm chút chút đó thì có phải đó, cái khổ này thì có phải là dẫn đến ha, cái hoảng sợ sệt của mình nó cũng giảm chút chút không? Có nhỉ. À, nó có, xin thưa, nó có cái mối quan hệ qua lại vậy đó. Thì tại làm sao nè? Mà chúng sinh còn bị khổ đế vậy? À, tức là tại làm sao đó vẫn còn 81 tâm nhập thế, 51 sở hữu 28 sắc pháp đó nó hiện bày, nó sanh lên rồi nó diệt. À, xin thưa quý vị, được gọi là pháp hiệp thế mà, tức là pháp nó còn trong thế gian thì vẫn còn trong thế gian, tức có nghĩa là gì? Nó còn có nhân sanh. À, thì nhân sanh ở đây là gì? Thì do còn có cái chất cảm ước. À, do còn có cái chất cảm ước. À, do đó đó các cái chủng tử được tạo ra đó nó mới nảy mầm. À, thì chắc cảm bước ở đây là chính là tham. À, mà mình nói theo kiểu thông thường đó là gì? Do gì? À, mình vẫn còn mong muốn ước muốn được trở thành ông này bà kia, mình vẫn mong muốn ước muốn nó có cái này có cái kia. À, có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe, có lỗ mũi để ngửi, có cái lưỡi để nếm vị ngon vật lạ, còn có cái thân này đó để hưởng thụ đời sống vợ chồng. À, thành thử ra đó
mắt tai mũi lưỡi thân này, tâm này nè, à, nó mới tiếp nối sanh lên diệt sanh, cứ làm hoài vậy. À, và vì ha, cứ làm hoài vậy đó cho nên dẫn đến là gì, năm quẩn này nó cứ tiếp nối nhau hoài vậy. À, và khi mà năm quẩn này tiếp nối nhau hoài vậy thì tất yếu dẫn đến là gì, còn khổ, à, còn bất toại. Đâu có phải là năm quẩn này nó tiếp nối nhau hoài à, ở cõi trời à, hoặc là ở cõi phạm thiên, mà xin thưa quý vị đó, còn lúc đó lên voi, nhưng mà rồi đó gì cũng xuống ngựa, à, xuống chỗ lên rồi bị đọa à, thì khi mà bị đọa đó khổ đau nó nhiều hơn à, từ cái chỗ mà mình quán cái mình thấy vậy đó ha, cái bắt đầu là ê chề chán trường từ chỗ ê chề chán trường vậy dẫn đến buộc lòng mình á phải từ bỏ đi cái mong cầu ước muốn được trở thành ông này bà kia à, được có cái này có cái kia đó, từ chỗ đó đó cái mình mới làm cho cái lòng tham à, ước muốn của mình nó giảm dần đi, giảm đến chỗ không còn không có, không còn không có, thì khi đó đó các quận không tiếp nối sanh ra, giá không tiếp nối sanh ra à, thì đó là khổ tập. Thấy ra được à, cái nguyên nhân dẫn đến có cái thân của quận này nè là do cái lòng tham, mình phải từ bỏ nó đi đó. Khi mà mình từ bỏ được lòng tham đó thì mình sẽ hết khổ. Tối thiểu nhất là cái gì ạ? Khi hết cái lòng tham mà còn cái thân ngũ quẩn này này nha, thì mình cũng sẽ không có còn bị buồn rầu tức tối bực bội này khi người ta chê à, mình cũng không có buồn rầu tức tối đó à, khi người ta đối xử tệ bạc đối với mình à, tức là gì? Lòng tham lam sân hận si mê đó không còn đó, thì thành thử ra đó là mình không còn bị khổ tập à, và rồi khi mà thân hoại mạng chung đó thì mình sẽ không còn khổ, khổ thân luôn, là lúc đó mình vượt qua được sự khổ à, nhưng mà để qua được cái sự khổ đó đó à, thì là mình phải từ bỏ lòng tham, mà làm sao đó từ bỏ được cái lòng tham à? Thưa đó là ari danh chất thăng ghi căng mát găng ta sát à, thấy được đạo lộ thánh tám yếu tố hay là tám chi phần, mà thấy ở đây có nghĩa là gì, là mình phải hành trì theo, mình phải thực hành theo, hành trì theo thực hành theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó phải tu tập theo con đường bát chánh này à, thì khi đó đó xin thưa quý vị ha, tu tập theo con đường bát chánh đạo này ha, mình tu tập chánh kiến, chánh tư, chánh tư duy, mình thấy được cái gì là thiện, cái gì đó bất thiện, thiện cho quả khổ, từ cái chỗ đó là gì, mình không làm thiện à, xin lỗi, mình không làm bất thiện, thì mình không có làm bất thiện là lúc đó mình sẽ thu thúc được, mình thu thúc hình giữ được cái thân nghiệp nè, cái khẩu nghiệp nè và cái ý nghiệp đó, tức là khi đó mình sẽ tu tập được tiếp theo ba chánh nữa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng à, do gì mình sợ hãi, mình hiểu rõ cho nên mình sợ hãi ha, đối với cái nhân bất thiện đó đưa đến cái quả khổ, thành thứ ra là gì, mình tu tập chánh cần luôn à, thận cần, trưa cần luôn, đó là từ bỏ nhân xấu, nhân bất thiện đó à, và cố gắng à, nhớ à, cái bất thiện nó hiện bày vậy vậy nè, nó sẽ cho đến, nó sẽ cho cái quả khổ đó, thì mình ghi nhớ rõ ràng vậy là mình tu tập thêm chánh niệm đó, và cứ khi mình làm, mình suy nghĩ, mình nói à, mình nhớ biết vậy đó, mình giữ cái lòng của mình, cái tâm của mình đó kiên định vậy đó, là mình tu tập tiếp theo chánh định đó, tu tập bát chánh đạo là mình tu tập vậy đó, thì từ từ dần dần dẫn đến ha, khẩu hành của mình đó xa rời tham đam, thân hành của mình xa rời tham đam, ý hành của mình xa rời tham đam, xa đến một lúc nào đó đó
thân hành khẩu hành ý hành của mình không có còn quen biết, không có còn thân bằng quyến thuộc đối với tham nữa. Đó, từ khi đó đã là hết tham. Hết tham được là do có hành trì tập theo Bát Thánh Đạo vậy. À, thì khi mà tu tập theo Bát Thánh Đạo dẫn đến không còn tham lam sân hận si mê, thì thử hỏi bà con chứ có phải đó là mình đạt được đến cái chỗ khổ yên ắng vắng lặng không, hay là khổ tận không? Xin thưa phải. Khổ tận ở đây đó hiểu theo hai nghĩa. Một là khổ tâm. À, thì do mình tu tập Bát Chánh Đạo vậy, đó là gì? Nội tâm của mình không còn tham lam thân sân hận si mê, thì ngay khi đó mình không còn khổ tâm. Và rồi sau cái thân gọi mạng chung, vì do không còn tham, à, thì thành thử ra là cái gì? Mẹ đẻ không còn. Do vậy đó ngũ quẩn tiếp nối không được ra. À, thì lúc đó đó là hoàn toàn khổ. À, tất cả khổ thân và khổ tâm đó đó đều được kiên ắng, đều được vắng lặng. Vậy thì qua câu kệ này bà con chúng ta đó phải hiểu ra cho được rằng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng không phải để mỗi khi chúng ta hoảng loạn sợ sợ đau khổ chúng ta van vái lại xin cầu nguyện hay là réo gọi tên tên chi đó đó. Phương pháp cách thức đó không đúng nghĩa là quy y. Phương pháp cách thức làm đó không khiến cho mình hết hoảng loạn sợ sợ, mà quy y Phật Pháp Tăng là mình phải hiểu Phật là người đã giác ngộ được bốn chân lý. Ngài đem bốn chân lý đó dạy cho khắp tất cả chúng sinh. Những ai hiểu tin Ngài, thực hành theo bốn cái chân lý đó, thì người đó cũng được hết khổ giống như Ngài. Người đó đó mới không còn hoảng loạn sợ sệt nữa. Ước mong cái bài giảng chúng tôi ngắn gọn vậy đó cũng sẽ hỗ trợ giúp đỡ một phần nào đó để bà con chúng ta hiểu ra cái ý nghĩa của quy y là một. Thứ hai là quy y rồi thì mình phải làm gì? Và thứ ba, cái lợi lạc của cái việc thực hành theo lời dạy của Đức Phật qua bốn chân lý này đó là cái gì? Để từ đó tất cả chúng ta cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Phật để tất cả chúng ta trong một ngày sớm nhất không còn hoảng loạn sợ sệt đau khổ nữa. Chúng tôi xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 191 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia điều phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật Pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin thành tâm chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thú lần hai.